Mình là có công việc rất là ổn định, mình có rất nhiều mặt hàng để bán, nhưng mà khi nói tới bán cái thì mình không quan tâm. Vì sao khi tình cờ một ngày em biết được anh tạo Thế Lan là cháu của mình qua một cái việc đám dỗ, mình thấy anh tạo Thế Lan thay đổi nhiều quá, mình là mình hỏi cho nên mình biết là anh tạo Thế Lan con mình quay rồi nay quay có hẹn gì hơn mà cậu cũng chưa cậu là cậu ở đây rồi không có được nghe. Mình tính ngồi cố tình gặp Lan thôi, chứ không ngờ mình thấy cái sự việc này nó có lạ lắm, nhưng mà không tin. Chứ mà mình đã bỏ mà trước đây mình cũng đã thấy rồi, hay sao mình không tin nữa. Nếu mà không tin thì hôm nay mình như nào, mình bỏ thời gian để tìm hiểu, để được xác thực cho nó đúng hay không. Trong cái thời gian mình đang tìm hiểu đó, là đang tìm hiểu 2 tháng này, ở đây có ai đi tìm hiểu đâu đúng hay không? Bây giờ mai giờ đứng đi, quen á, anh cháu này.
đúng rồi, có đi nha, đi nha, em giờ đây con Nguyễn ra đây cùng cùng mấy chung với chị nha, đi nha, Thank you.
Và đây nhân viên, đây nhân viên. Xin mời anh Thảo lên để chia sẻ về cái cảm nhận của mình và cái trách nhiệm của mình về
Hôm nay được này là mức quân đầu tiên, nhưng mà nhà đầu